Lúc Phật nói pháp này, có 3 vạn Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn, lại có 3 vạn 6 ngàn Bồ Tát. Đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề được bất thối truyền, 8 vạn trời người, đìa xa trần cấu, sanh pháp nhãn thanh tịnh, vô lượng vô biên các loài hữu tình, đều phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Đại Đức nên biết, lúc bấy giờ, Bồ Tát nương vào phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa sâu xa, sắp thị hiện truyền bánh xe pháp lớn, thì Phạm Vương chỉ kết, chủ thế giới kham nhẫn, liền cùng 68 vạn các chúng Phạm Thiên đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, chắp tay cung kính, đi nhiễu quanh bên phải 7 vòng, rồi thỉnh Phật 3 lần. Cúi xin Đức Đại Bi thương xót chúng con mà chuyển bánh xe pháp lớn, cúi xin Đức Đại Bi thương xót chúng con mà chuyển bánh xe pháp lớn, cúi xin Đức Đại Bi thương xót chúng con mà chuyển bánh xe pháp lớn. Sau khi thỉnh 3 lần như vậy, Phạm Thiên liền hóa làm tòa đại sư tử cao rộng 42.000 du thiện na, kiên cố an ổn trang nghiêm bằng đủ loại báu. Khi ấy vô lượng thiên chủ đế thích khắp 10 phương thế giới đều đến trải tòa sư tử cho Như Lai, và số lượng chư thiên đến trang nghiêm tòa sư tử cũng lại như vậy.